Để cho ông Tuấn nhớ đời nhá. Ông Tuấn nhớ đời nhá. Ôi đẹp thế. Ai đi làm cái quả hoành tráng này mày. Hoành tráng. Có đến hai chục người ăn à. Đấy. Rồi ôi này, trông dưa không, nhìn nó cái ngợp. Đây, rồi nhìn cái đầu chưa? Đấy, cái đầu cá đây. Đấy. Hai con cá to huynh đại tướng. Đầu cá này. Rồi ôi, nhìn. Trông cái chảo này nó bằng cả cái bàn chưa? Nhưng mà chính là được. Cái con nó bảo em lên này.